Xin chào mừng cô chú, anh chị em và các bạn đã đến với kênh Quỳnh Mai TV. Xin chào các bạn, hôm nay Quỳnh Mai xin giới thiệu với các bạn một cây cảnh trồng trong nhà, đó là cây ngọc bích. Đây là cây ngọc bích các bạn. Cây ngọc bích là một cây có lá dày, mọng nước. Thì các bạn nhìn thấy đây là cái lá của nó, và khi mình cầm tới thì mình có thể cảm thấy ở phía trong của nó chứa rất là nhiều nước, có màu xanh mướt, giúp cho trang trí không gian trong nhà thêm sinh động. Và theo phong thủy thì đây biểu tượng của sự thăng hoa trong làm ăn, tiền của giàu như nước. Về phần mô tả thì cây ngọc bích có hình dáng thu nhỏ giống như cây thân gỗ, ưa ánh sáng yếu, chịu hạn tốt nên rất thích hợp sử dụng làm cây trang trí trong nhà. Tức là lâu ngày mình không tưới cho nó cũng được các bạn, cỡ 2-3 ngày không tưới thì không sao hết. Còn mình tưới nhiều thì nó sẽ bị úng, tại vì cây ngọc bích này nó chứa nước ở trong cái lá của nó nè các bạn. Đó. Nếu mình tưới quá nhiều thì cái lá của nó hút nước vào nhiều quá thì sẽ bị úng và chết. Cây ngọc bích sống rất lâu và được coi là biểu tượng của sự may mắn. Nói về đặc điểm của cây ngọc bích thì cây ngọc bích còn gọi là cây phỉ thúy, có nguồn gốc từ Nam Phi, tên khoa học là Crassula ovata, thuộc họ cây lá bóng. Thì các bạn nhìn thấy cây ngọc bích của Quỳnh Mai, cái lá của nó mập mạp, dày và rất là bóng, rất là đẹp, nên người ta thường gọi nó là cây phỉ thúy. Ngọc bích là loại cây bụi lâu năm, ưa sống ở trong bóng râm các bạn. Nên mình đem vào trong nhà trồng thì không có ảnh hưởng gì hết. Nó ưa sống ở dưới bóng râm, không cần ánh sáng mặt trời nhiều, nên khi mình đem vào trong nhà trồng thì rất là thích hợp. Thân cây thì phân ra nhiều nhánh nhỏ, chiều cao của cái cây thì từ 3 tấc cho đến 5 tấc các bạn. Và những nhánh nhỏ đó thì có rất nhiều lá. Và lá của nó thì hình bầu dục và căng mướt, tại vì nó hút nước vào nên nó căng bóng lên. Cây con chưa trưởng thành thì có thân nhỏ, mọng nước, cái lá màu xanh từ gốc cho tới ngọn. Cây trưởng thành có thân to hình trụ, màu nâu nhạt, có ngấn đốt, trông giống như cây thân gỗ lâu năm, để tạo dáng thành cây bonsai rất đẹp. Thì mình trồng cây ngọc bích này lâu năm thì cái thân cây của nó sẽ biến thành gỗ, rồi mình tạo dáng cho bonsai cho nó thì nó có dáng rất là đẹp. Thì các bạn nhìn thấy cái cây ngọc bích của Quỳnh Mai, cái thân cây của nó đã biến thành màu nâu rồi đó các bạn. Và chiều cao của nó chỉ mới có 1,5 tấc, chưa được 2 tấc các bạn. Thì thân cây này nó biến thành màu nâu thì nó sẽ cứng cáp và đứng thẳng lên, phân ra mọc ra rất nhiều nhánh, và ở trên nhánh của nó có rất là nhiều lá. Lá của nó bóng mướt màu xanh, rất là đẹp. Thì cái cây ngọc bích này của Quỳnh Mai trồng được gần 2 năm rồi đó các bạn, mà chiều cao của nó chưa cao tới được 5 tấc.
cái lá cây của cây ngọc bích thuộc lá đơn hình tròn hoặc bầu dục màu xanh ngọc bích, dài khoảng 5 cm cho đến 1 cm và rộng khoảng 0.5 cm, hơi dày, rất mọng nước, mọc đối xứng với nhau qua thân. Thì các bạn nhìn thấy đây là cái thân của cây ngọc bích đó. Thì hai cái lá nó nằm đối xứng với nhau đó. Các bạn nhìn thấy đây một lá, thì bên đây một lá đối xứng lại với nhau, và cái cành nào cũng vậy hết các bạn. Đây là cái lá nè, bên đây có cái lá đối lại với nhau, cái này cũng vậy. Và cái cây ngọc bích của Quỳnh Mai thì cái hình lá nó hình bầu dục đó. Viền lá thì có màu đỏ nhạt khi trồng ngoài nắng lâu ngày. Nếu thì đem cái cây ngọc bích này mình trồng ra ngoài nắng, mà nắng có ánh sáng mặt trời đó, thì cái viền lá này nó sẽ đổi màu thành màu hồng nhạt. Còn mình để ở trong nhà thì nguyên cái lá nó là màu xanh. Khi mà mình đem ra chỗ có ánh sáng mặt trời thì cái lá của viền lá nó biến thị thành màu hồng nhạt. Cây ngọc bích này khi mình trồng cây con thì lá mọc sát từ dưới gốc lên, cây lớn lên thì lá cũng rụng theo và mọc tập trung ở phần giữa đến ngọn cây. Vì là cây lâu năm nên chậm lớn và lá rất là lâu rụng đó các bạn. Nói về hoa của cây ngọc bích thì hoa của cây ngọc bích này màu trắng, có 5 cánh các bạn, và mùi rất là thơm, thuộc loại hoa chùm. Tức là khi mà nó mọc hoa ra thì nó sẽ mọc cái cọng hoa lên thẳng, và từ đó sẽ nở ra những cái hoa li ti màu trắng. Cái hoa có 5 cánh màu trắng, và có cái nhụy hoa ở chính giữa cũng màu trắng luôn, và có những cái đài hoa, và ở trong cái đài hoa thì có những cái sợi giống như sợi chỉ vậy các bạn, cũng màu trắng, và trên đó nó có cái đài hoa. Hoa của cây ngọc bích bắt đầu hình thành vào khoảng những ngày ngắn nhất trong năm và nở vào cuối mùa đông đến đầu mùa xuân. Những bông hoa nhỏ màu trắng hoặc hồng nhạt mọc thành từng chùm ở đầu cành, khi nở có hình ngôi sao 5 cánh, có hương thơm nhẹ. Đó. Thì cái đó là phần mô tả về hoa của cây ngọc bích các bạn. Nó có mùi thơm, thoang thoảng rất là nhẹ, nhưng mà rất là thơm. Hoa màu trắng, có khi nó có màu hồng, mà hồng hồng nhạt. Bây giờ xin chia sẻ với các bạn về ý nghĩa của cây ngọc bích. Cây ngọc bích thường gọi là cây tình bạn, cây may mắn trong phong thủy. Cây ngọc bích là một loại bùa may mắn phổ biến ở châu Á, được cho là để kích hoạt năng lượng tài chính. Trồng cây ngọc bích trong nhà hoặc văn phòng được coi là điềm lành. Loại cây mọng nước xinh đẹp này có những chiếc lá xanh tươi rực rỡ, tượng trưng cho sự phát triển và đổi mới. Lá gần giống với đồng tiền hay là đá ngọc bích, tượng trưng cho sự giàu có và thịnh vượng. Cây ngọc bích ra hoa có ý nghĩa như là có tin mừng sắp tới,
may mắn và sự thịnh vượng trong kinh doanh. Những chiếc lá xanh biểu thị cho năng lượng và niềm vui của tình bạn hòa hợp, và những bông hoa tượng trưng cho tình bạn đẹp. Thì người ta nói về ý nghĩa phong thủy của cây ngọc bích như vậy, nên thường là người ta rất thích mua cây ngọc bích về trồng, trưng trong nhà để đem đến sự thịnh vượng trong kinh doanh cũng như là trong làm ăn buôn bán, hoặc là sự phát triển về tài vận ở trong nhà các bạn. Tác dụng của cây ngọc bích thì cây ngọc bích này là một loại cây thanh lọc không khí trong nhà hoàn hảo. Cây xanh không chỉ đóng vai trò là chất kích thích thị giác mà còn là chất xúc tác để lọc không khí trong nhà, văn phòng và môi trường nói chung. Chất lượng không khí kém có liên quan đến một số bệnh mãn tính, thì cần trồng cái cây ngọc bích này. Trồng cây ngọc bích trong nhà thì giúp thanh lọc không khí, trang trí cảnh quan thêm sinh động và mát mắt. Ngoài cái ý nghĩa tốt đẹp của loài cây này thì người ta tạo ra những hình bonsai từ cây ngọc bích để làm quà tặng cho người thân, bạn bè, hoặc làm quà tặng tân gia khai trương cửa hàng rất tốt. Nói về vị trí đặt cây ngọc bích có thể làm được nhiều điều tốt nếu chúng được đặt đúng chỗ. Tốt hơn là nên để cây này trước cửa văn phòng, cửa hàng, lối đi hành lang, sảnh đường, cửa hàng, nhà phê, cà phê, hoặc là nhà ở, để mang lại sự may mắn và thịnh vượng. Khi đặt ở phía đông nam, nó thu hút sự may mắn về tiền bạc tràn đầy năng lượng để kinh doanh. Theo phong thủy, người ta khuyến khích đặt cây ngọc bích ở những vị trí hướng đông để gia đình hòa thuận, sức khỏe, khởi đầu cho những dự án. Phía đông nam cho sự may mắn giàu có, phía tây cho sự sáng tạo, và tây bắc cho sự may mắn, quý nhân phù trợ. Không đặt cây ngọc bích trong phòng ngủ hoặc là phòng tắm. Nói về cách trồng cây ngọc bích thì thời gian trồng thích hợp nhất là mùa xuân và mùa hè. Nói về nhân giống của cây ngọc bích này thì chọn cành bánh tẻ, lá dày xanh tốt. Rồi mình đem đi dâm cành. Bằng cách mình để cái nhánh vừa cắt ra vào trong chậu có chứa đất tơi xốp. Rồi mình đặt vào trong chậu có đất tơi xốp, được tưới đẫm nước, xong rồi đè, xong rồi đè xuống, ấn chặt cái gốc cho nó không bị lung lay. Rồi sau đó vài ngày nó sẽ ra rễ rất là tốt các bạn. Thì ngoài cái mà nhân giống bằng cách chiết cành thì mình có thể nhân giống bằng, các bạn có thể lấy một cái lá của cái cây ngọc bích ra rồi để trên mặt đất tơi xốp, thì có độ ẩm thì vài ngày nó cũng ra rễ các bạn, rất là dễ. Nó ra rễ rồi từ cái gốc của cái lá nó sẽ lên cây con. Đó là cách nhân giống bằng lá.
nó về tưới nước thì cây ngọc bích này nó giữ nước trong lá, vì vậy cái cây không ưa ẩm, không cần tưới nước nhiều. Khi mà đất ở trên mặt của chậu cây khô thì mình mới cần tưới. Còn các bạn tốt nhất là dùng cái cây thử độ ẩm cho đất ở trong chậu. Nếu thấy cây kỳ kim chỉ ngay chỗ mực nước ướt thì các bạn không cần tưới nước. Còn chỉ ngay chỗ mặt đất khô thì các bạn mới cần tưới nước. Tại cây này là loại cây chứa nước ở trong thân với trong lá, nên mình đặc biệt quan tâm về cái điều này. Tại vì mình tưới nước nhiều quá thì cái cây này sẽ bị úng nước và chết. Nói về ánh sáng thì cây ngọc bích này thích được trồng ở dưới bóng râm, cũng như không thích đi ra ngoài ánh sáng nhiều, nên rất thích hợp trồng trong chậu ở trong nhà. Ở trong nhà thì mình cũng không cần đặt ngay cửa sổ để lấy ánh sáng mặt trời từ ngoài vào. Mình chỉ cần đặt nó ở trong nhà là được các bạn. Nói về đất thì mình cây ngọc bích này nó cần đất tơi xốp để thoát nước, không cần tưới nước nhiều. Mùa đông thì các bạn tưới một tuần một lần, còn mùa hè thì các bạn có thể tưới nó mỗi ngày cũng được, nhưng mà bảo đảm là chậu nước phải thoát nước. Và điều cần nhất khi tưới nước là các bạn chỉ tưới ngay gốc, chứ không được tưới ở trên lá của nó. Nếu tưới trên lá nó thì cái lá của nó sẽ bị úng, thối rữa. Nếu cây bắt đầu rụng lá, lá bắt đầu teo lại và trên lá xuất hiện những đốm nâu thì đó là dấu hiệu thấy cây cần thêm nước. Nếu lá bị úa và úng thì cây đang nhận quá nhiều nước. Nói về nhiệt độ thì cây ngọc bích phát triển tốt trong nhiệt độ từ 18 cho đến 28 độ C. Cây không chịu được sương giá ban đêm. Nếu nhiệt độ dưới 10 độ C, hãy mang cây vào trong nhà. Thì hôm nay Quỳnh Mai chia sẻ với các bạn về cách trồng chăm sóc cây ngọc bích, công dụng và ý nghĩa phong thủy của cây ngọc bích đối với người trồng rất là tốt. Cây ngọc bích này mình có thể trồng nó trở thành cây bonsai được, tại vì cái cây của nó từ cây thân mềm biến thành cây thân gỗ, nên mình rất là dễ dàng biến thành cây bonsai được các bạn. Và hoa của nó rất là dễ thương, màu trắng nhỏ li ti và có mùi thơm dịu. Và một cái cành hoa của nó hàng trăm cái bông hoa nhỏ li ti tỏa ra mùi thơm nhẹ, rất là dễ chịu, nên ai cũng thích trồng. Và cây ngọc bích này có ý nghĩa phong thủy tốt nên ai cũng thích nó làm quà tặng cho nhau, tại vì nó đem may mắn tài lộc đến cho người trồng các bạn. Vậy video hôm nay đến đây xin tạm ngưng. Quỳnh Mai chúc các bạn vui khỏe, bình an, hạnh phúc. Ủng hộ Mai đăng ký, chia sẻ để Quỳnh Mai lấy động lực làm video khác hay hơn. Xin cảm ơn các bạn và xin chào tạm biệt. Hẹn với các bạn video kỳ sau.